Phần kính thưa toàn thể quý vị, quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Minh Thùy và ngay thời giờ này nữa cũng là một chữ Minh nữa nhưng mà là Minh Tuấn. Như vậy thì thể theo yêu cầu thì sự trở lại của Minh Thùy sẽ kết hợp cùng với Minh Tuấn, tức là chuyện tình sau Minh qua bài ca cổ Người Xưa Nói Cũ. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của Minh Tuấn và Minh Thùy. Thank you.
Rồi mai có gặp lại.